Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SVTN, hưởng ứng chiến dịch nhân quyền 2015, từ 12 giờ đến hơn 8 giờ tối ngày 17 tháng 5 2015, tại trường Gebabina, đài truyền hình SVTN phối hợp với đài phát thanh Việt Nam Berkeley cùng các hội đồng quốc gia đã tổ chức một chương trình văn nghệ để mọi người chung lòng ký thỉnh nguyện thư đòi hỏi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Đến dự của bà Jo Lofgren, dân biểu liên bang, đại diện bà Janet Nguyễn, nghị sĩ tiểu bang Cali, ông Dave Cortese, chủ tịch giám sát quận hạt Santa Clara, luật sư Nguyễn Tâm, khu vực 7, thành phố San Jose, nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SVTN, trung tâm Asia, và hàng ngàn đồng bào. Sau nghi thức khai mạc, quốc ca Hoa Kỳ. Chương trình văn nghệ do các ca sĩ Asia, Mai Thanh Sơn, Lâm Thúy Dân, Hồ Hoàng Yến, Hoàng Anh Thư và các ca sĩ địa phương đóng góp. Trước cửa ra vào là một dải bàn lấy chữ ký đồng hương của các thiện nguyện viên. Được biết, trong ngày đã thu thập trên 3.000 chữ ký. Nghe Lữ, tường trình từ San Jose.